Làm gì chị nhìn tôi dữ vậy? Bộ không thích tôi làm em dâu sao? Không phải, chị á là chị ngưỡng mộ em thôi. Đúng á là kiểu cách tiểu thơ nhà giàu có ăn học có khác, hơn hẳn con mình. Chị không cần phải giấu, tôi đã biết con Bình là vợ của anh Duy rồi. Hả? Sao Cưng biết? Nhưng mà không phải chị nói cho Cưng đâu nha. Cưng đừng có nói với má chồng chị nghe. Chuyện động trời như vậy, chị nghĩ là chị giấu được tôi sao? Chỉ cần nhìn sơ qua thôi là tôi đã hiểu rõ được mọi chuyện rồi. Nhưng mà nếu như đã biết Khải Duy có vợ con, tại sao còn đồng ý cưới? Bộ Cưng không sợ cảnh chung chồng hả? Rồi Khải Duy lạnh lùng phụ bạc với Cưng sao? Sao chị hỏi mà em không trả lời? Một thiên kim tiểu thơ như tôi, học cao tài giỏi, mà sợ không đấu là một con hầu sao? Mà chị cố tình hỏi như vậy là ý coi thường tôi hả? Không phải. Chị làm sao mà dám coi thường Cưng? Nhưng mà chị khuyên, Cưng cũng đừng nên tự tin quá. Chị nói cho em biết, Khải Duy á, nó rất là mê con hầu này. Vậy sao? Thú vị lắm. Chị á, không có hù suông Cưng đâu. Nếu như không phải má chồng chị đem con Bình ra làm điều kiện thì chú ba không đời nào chịu cưới Cưng đâu. Cái gì? Ý chị nói với tôi là Khải Duy đồng ý cưới tôi là vì bị ép buộc hả? Phải. Nếu như má chồng chị không hăm he đuổi con mình ra khỏi nhà thì chị nghĩ không đời nào ở chú ba đồng ý lấy Cưng làm vợ đâu. Tại sao chị lại nói chuyện này cho tôi nghe? Chị không sợ tôi biết chuyện rồi sẽ từ hôn sao? Sợ? Chị sợ chứ sao không sợ. Chú ba nhà chị á, vất vả lắm mới được một thiên kim tiểu thơ như em đồng ý. Sao chị lại không sợ được chứ? Chị nói thiệt á, đồng phận gái với nhau, chị đâu có nỡ lòng nào mà nhìn em á, lâm vô cảnh khổ, phải chung chồng với người ta. Nên là chị mới cảnh báo với em vài lời thôi. Đồng phận gái không đành lòng, hay là chị sợ tôi bước vô gia môn này rồi chị không còn chỗ dung thân? Em nói cái gì vậy? Tại sao chị không còn chỗ dung thân? Tại vì tới giờ này chị vẫn chưa sanh được một đứa con nào. Và chị cũng biết rõ là so với con Bình thì tôi khó đối phó hơn. Cho nên chị cố tình nói khích để tôi từ hôn thì cũng coi như là loại khỏi mắt một đối thủ đáng gờm. Tôi nói vậy có đúng không? Em đúng là giỏi đoán mò đó. Tôi có đoán mò hay không thì chỉ có một mình chị biết mà thôi, đúng không? Tuy nhiên chị yên tâm đi, gia đình tôi giàu có như vậy, ba cái tài sản hèn mọn này tôi không thèm đâu. Nên thay vì chống đối tôi thì chị nên nhanh chóng hợp tác với tôi để đuổi con mình ra khỏi nhà này nhé. Có thiệt là em không giành gia tài với chị không? Em không giành với chị đâu, chị dâu. Vậy thì Cưng yên tâm, nhất định chị sẽ làm theo ý của Cưng. Tôi chờ tin vui của chị. Thôi tôi về trước đây. Khải Duy, anh dám làm nhục tiểu thơ trước mặt con hồng, không cho anh nếm mùi đau khổ thì sao hả được cơn giận trong lòng tiểu thơ này chứ?